Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Margin ATM. Mình là Zach, mình là admin phân tích về kỹ thuật. Rất vui được đồng hành cùng anh em trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay sẽ là một trong những video nằm trong chuỗi phân tích kỹ thuật 50 đồng Oncoin siêu hot mà anh em đang quan tâm. Thì trước tiên anh em nhớ ấn subscribe và nhấn nút chuông ở kế bên nút subscribe để nhận được những thông báo khi mà video ra mới nhất. Thì những video này chắc sẽ update liên tục trong vòng 1-2 đến 3 ngày tới, nên là anh em cùng cố gắng theo dõi chúng mình nhé. Rồi chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Let's go. Trước tiên là mình muốn nhắc với anh em là những cái đồng coin này sẽ là những đồng coin mình không phân tích, như là đồng DHT, đồng LTC, đồng LINK, đồng XRP, đồng ADA, đồng TRON. Thì những cái đồng này, 6 cái đồng này với đồng DOT này là 6 cái đồng mà admin Huy đã phân tích rồi. Thì mình sẽ để những cái link của những cái đồng coin này để cho anh em truy cập và coi lại cái video đó. Còn riêng cái đồng DHT này mình sẽ phân tích riêng, vì cái đồng này khá là đặc biệt nên cần có sự phân tích kỹ thuật trong đó nữa nhé. Trước tiên là mình sẽ phân tích về đồng GHST. Thì cái đồng này là cái đồng mà mình thấy bữa giờ anh em cũng quan tâm rất nhiều, và mình cũng đã mút ở cái vùng 60, 61, 62. Đây là cái vùng dưới đây, là cái vùng mình cảm thấy là hợp lý mình mút thôi. Hiện tại thì đồng coin này nó đã phá down và nó đã đi lên cái mốc 74. Hiện tại anh em thấy cái trend giảm đã bị nó phá và nó đang giảm và bắt test lại cái vùng hỗ trợ cũ. Thì cái vùng này mình cảm thấy là nó sẽ về, nếu mà về cao nhất thì cũng sẽ chỉ về vùng 67, nên là nếu mà anh em nào muốn bắt thì anh em nên tranh thủ trong cái vùng này thì anh em có thể vào kèo cũng được. Còn mình là mình đã bắt ở vùng dưới đây rồi, nên là mình cứ thoải mái mình gồng thôi. Tại vì con này hôm ở trên con 98 mình xài, mình cũng đã chat với vài anh em, mình nói là con này mình on in, nên là con này mình cứ thoải mái mình gồng. Tại vì cái vị thế của mình cũng đang là khá tốt rồi, nếu mà nó xuống thấp hơn cái vị trí này là 0.58 thì mình sẽ cắt bỏ và cắt lỗ tầm 2-3% thôi. Vậy nó sẽ đi về tới đâu? Thì hiện tại là đồng coin này nó đang phản ứng ở mốc 100 của Fibonacci. Thì sau đó nó sẽ đi thế nào? Thì mình nghĩ là nó sẽ về bắt test ở dưới vùng 0.68 đây, và nó sẽ bắt đầu đi lên. Và trước khi muốn đi lên được, nó phải phá được down ở điểm này. Thì sau khi nó phá được down thì mình sẽ dùng Fibo thoái lui để mình là Fibo extension để mình kẻ đường đi của nó. Thực ra là cái đồng coin này mới list trên sàn Binance, nên là mình phân tích kỹ thuật trên sàn Binance này thì nó cũng không đúng lắm đâu. Nhưng mà cái này cũng có thể cung cấp sơ cho anh em tầm nhìn. Thì trong cái dịp sau mình sẽ làm riêng về cái đồng coin này cho anh em chú ý. Trước mắt hiện tại là mình cứ phân tích vậy đã nhé. Thì riêng cái vùng mà nó có thể lên tiếp theo là cái vùng này, là cái vùng 0.8 cho đến 0.786 đây. Thì sau đó là sẽ là cái vùng 1 và đây đó. Nếu mà nó tiếp tục đi đục thêm vùng này thì mình kỳ vọng là nó sẽ đạt được cái vùng đây, là cái vùng này là cái vùng vertex profit của mình. Nên là anh em lưu ý cái đồng coin này nhé. Đồng coin này cũng đang là khá hot khi mà nhiều anh em yêu cầu nhé. Tiếp theo là đồng Sol. Đồng Sol này là một đồng mà anh em cũng yêu cầu khá nhiều và anh em giữ cũng khá là nhiều, nên mình sẽ phân tích cái đồng này. Trước tiên là cái nến tuần. Thì nến tuần cho chúng ta thấy một cái trend giảm vẫn đang được duy trì chứ chưa hề được phá vỡ. Nên là hiện tại đồng coin này trên nến tuần vẫn là trend giảm. Tiếp theo ở khung ngày, thì ở khung ngày anh em thấy được đây, khung ngày thì cái trend vẫn là trend giảm chứ không phải là trend tăng, nhưng mà nó đã bắt test về lại cái vùng hỗ trợ ở dưới là cái đáy cũ đây. Khi mà cái đáy này nó xuất hiện lúc đầu lên, nó tạo hai cái đáy đây, thì nó đã có một cái bộ setup đảo chiều và nó đi lên khá là tốt. Thì hiện tại cái điểm swing low của cái đồng coin này, cái đồng son này là
2.6 hay là 2.7. Thì nếu để cho nó bắt đầu nó đảo chiều được thì trước tiên là nó phải phá được cái trendline này, trendline giáo này, và mình dự đoán là nó sẽ lên test lại cái điểm này là cái tầm cái điểm 2.2 đây. Rồi sau đó nếu mà cái lực đủ tốt thì sau đó thì nó sẽ bắt test lại xuống lại cái vùng hỗ trợ dưới đây một lần nữa, hoặc có thể là nó sẽ đi luôn nếu lực nó đủ tốt và nó sẽ chạm lên cái vùng này đây ở vùng 2.45. Và khi cái vùng 2.45 này được phá bỏ thì cái điểm tiếp theo là cái vùng 2.68 đây, là vùng 2.68, thì khi đó mình sẽ bắt đầu sẽ dùng Fibonacci Sensor để mình kẻ luôn nha. Đây, mình sẽ bỏ bớt mấy cái Fibonacci kia đi. Đây là Fibonacci của quy hồi của cái trend này, và này là Fibonacci Tension của cái trend này. Thì các bạn thấy là mình sẽ dùng những cái giao điểm trước tiên là cái vùng 2.68 với 2.7 này, là cái vùng mình kỳ vọng trước tiên nè. Tiếp theo là cái vùng 1.618 đến 0.618 của Fibonacci quy hồi, là đây là sẽ hai cái vùng đầu tiên mình kỳ vọng sẽ phá bỏ. Sau đó là sẽ dựa trên cái kháng cự này, và nếu mà phá được kháng cự này thì nó sẽ bắt đầu tiếp tục đi đến cái điểm 4.4 này, và trước mắt thì mình cứ view như vậy thôi. Sau đó thì tùy theo cái thời điểm nó cái giá nó đi tiếp tục như thế nào thì mình sẽ bắt đầu tiếp tục phân tích tiếp. Thì tạm thời nếu mà cái lực này được phá lên thì nó sẽ bắt đầu đi tiếp ở đây. Còn có một trường hợp nữa, nếu mà nó tiếp tục đi xuống và phá vỡ cái hỗ trợ này thì nó sẽ phải đi xuống tới cái vùng giá là, ôi xin lỗi mọi người, đây nó sẽ phải đi xuống tới cái vùng giá này là vùng 1, mình nghĩ là vậy. Nếu mà maximum là nó xuống tới 1.04 này là nó sẽ bật lên, nhưng mà mình hy vọng điều đó sẽ không xảy ra và nó sẽ phá luôn cái trendline này và xuống bắt test ở vùng này là cao maximum nhất, nó sẽ đi lên. Thì hy vọng anh em chú ý cho mình này, nếu mà nó cắt nó xuống tới đây thì nó phá ở đây thì mình nghĩ anh em nên cắt lỗ và chờ xuống lại cái vùng này về mút lại nhé. Rồi tiếp theo là đồng coin FLM. Vừa mới khi nãy là admin Huy cũng đã lên video cho anh em, nhưng mà mình có tại vì mình với admin Huy là dùng những cái setup khác nhau nên mình sẽ vẫn sẽ phân tích cái đồng này cho anh em. Thì hiện tại cái để mình xóa bớt đi. Cái đồng này á nó vừa có một cái bộ setup đảo chiều đây, cái bộ setup đảo chiều của nó đây, dòng cây này đi lên và sau đó là nó đã phá lên được cái vùng này. Thì hiện tại nó đang đi trong một cái, nó hiện tại là cái có một cái trendline chéo này và có vẻ là nó đã đục cái trend tăng để nó quay lại xuống cái trend giảm rồi. Tuy nhiên mình kỳ vọng là khi mà nó bắt test cái trend này thì mình nghĩ là nó sẽ đi xuống lại cái vùng hỗ trợ dưới đây và nó sẽ đi lên lại lên cái vùng tam giác lại và bắt test lại cái điểm down ở trên đây là cái điểm nó cần phá để nó đi lên ở đây. Nó sẽ tạo luôn một cái đà bền vững cho đồng coin này đi lên. Thì cái mức tiếp theo mà mình kỳ vọng nó sẽ đạt được là mức 1, trước tiên là mức này là 2.858, tiếp theo cái mức tiếp theo mình kỳ vọng là 1.618, là cái vùng 0.36 chấm 0.3619. Thì trước mắt là hai vùng này. Còn nếu mà cái giá mà nó không đi lên mà nó đi xuống và nó phá cái điểm này là 0.6148 thì nó sẽ bắt test lại cái vùng này là 0.12, tầm cái vùng 0.12 là cái vùng đáy cũ. Thì sau đó chúng ta sẽ có những cái hành động tiếp theo sau nhé. Chúc mừng anh em vẫn có hai plan cho mình, tất cả những cái đồng coin này anh em nên có cả hai plan để có gì anh em còn có thể xử lý như mình. Tiếp theo là đồng XVS. Hiện tại đồng XVS đang đi trong một cái nem tam giác và nó chưa có nhiều động thái nào lắm. Hiện tại trước mắt là đang tồn tại một cái kháng cự ở đây
và mình thấy là tầm vài ngày trước nó lên, nó bắt test lại và nó đã bị đẩy xuống rất là nhanh, và hiện tại nó đang trong một cái vùng trendline dưới, được đỡ bởi một cái trendline tăng ở dưới. Và nếu mà và ở tại đây là nó cũng được đỡ ở cái này là 04 giờ, nó cũng được đỡ bởi dây EMA89 này và nó đi lên, thì hiện tại mình kỳ vọng là nó sẽ bắt đầu tiếp tục phá, bắt test lại cái kháng cự này và phá được cái tam giác này. Ở đây nó phá được tam giác này và nó bắt test lại và nó đi lên, thì mình hy vọng là vậy. Tại vì hiện tại mình thấy là tuy là nó vẫn nằm trong cái tam giác nhưng mà ở một cái khung nhỏ hơn thì nó đang tạo đáy cũ thấp hơn đáy mới, và mình kỳ vọng là nó sẽ tạo thêm cái đỉnh cũ, cái đỉnh mới cao hơn cái đỉnh cũ để có đà duy trì tăng lên. Đó. Trước mắt là như thế. Còn hiện tại nếu mà có những cái sức có cái hành động giá nào tiếp theo thì mình sẽ phân tích cho anh em tiếp. Tiếp theo là đồng won ONT USDT, thì hiện tại ở cái khung mình sẽ check trước là khung W xem nhé. Nếu mà khung W quá ít thông tin là mình sẽ bỏ qua. Đây, hiện tại khung W thực ra là con này đi thật là dã man, từ 9 rồi đi thẳng xuống dưới 1 luôn. Hiện tại cái vùng khung W là đang đang được đỡ bởi một cái trendline tăng ở đây. Đây là cái trendline này, đang đỡ bởi một trendline tăng và nó đang, và ở trên đây là trong vòng tầm 2-3 tuần trước là nó đã bắt test lại cái trendline giảm và nó chưa chưa đủ lực để phá và bị đè bởi cái dây EMA89 và nó đã bắt đầu rút chân đi xuống và nó bắt test lại cái vùng hỗ trợ này. Đây, đây là ba cái đáy cũ để tạo ra cái vùng hỗ trợ này. Tiếp theo, nếu mà cái vùng hỗ trợ này nó bị phá thì nó sẽ đi xuống dưới cái vùng hỗ trợ tiếp theo. Mình sẽ mở cái khung nhỏ hơn để anh em coi nhé. Rồi hiện tại là trong cái khung tuần thì nó vẫn đang là trong trên giảm nha anh em. Còn đây, nhưng mà ở trong khung ngày thì có vẻ nó đã bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều và đi lên, khi mà cái trendline chéo của khung ngày đã bắt đầu bị phá ở cái trendline này, là trendline giảm này nè, nó đã bắt đầu bị phá vỡ và bắt đầu đi lên và nó đang bắt test lại cái trendline này, nên là mình hy vọng nó sẽ bắt test lại cái điểm dưới ở đây. Ở đây là vùng 0.475 cho tới 0.4 và nó sẽ đi lên và sau đó nó sẽ phá được cái trendline, phá được cái trendline trước khi là nó chạm cái hỗ trợ cái kháng cự này và nó sẽ bắt test lại ở một cái điểm nào đó, chẳng hạn như là một cái hỗ trợ cũ và nó bắt đầu chạm tiếp cái vùng kháng cự mới. Thì tại sao mình nói vậy, tại vì khung 4 giờ hiện tại đang có một cái setup phân kỳ tăng đây. Khi mà RSI cái đáy RSI trước thấp hơn cái đáy RSI sau và cái đáy của giá trước lại cao hơn cái đáy của giá sau, tạo một cái đà phân kỳ đi lên, thì mình kỳ vọng là nó sẽ phá được cái dây EMA89 này và nó đi lên lại được cái trendline tuần và nó bắt đầu phá được cái trend giảm của cái trend giảm của trend tuần để bắt đầu đi trong một cái xu hướng tăng mới. Thì cái target của mình kỳ vọng trước mắt của đồng coin này, nếu mà nó phá được cái trendline giảm của tuần đó, thì nó sẽ rơi vào cái điểm trước mắt là cái vùng từ 0.7778 cho đến 0.8799, thì trước mắt là hai vùng đó. Thì sau đó cái động thái giá tiếp theo như thế nào thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em. Còn hiện tại thì nếu nếu mà nó không vượt đỡ bởi cái vùng này mà nó phá luôn cái giá mà 0.39 này, thì cái điểm mình
thì những tiếp theo là sẽ về lại cái vùng 0.25 này. Đây. Ok, đây là tầm nhìn của đồng ONT nha. Có gì anh em không không hiểu thì có thể tua lại cái video để check nha. Tiếp theo là đồng Watom nha anh em. À, hiện tại cái đồng Watom là cái đồng Qtum này nó đã cái trendline của cái khung tuần. Cái trendline giảm của khung tuần đã bị phá vỡ và có vẻ sau khi phá vỡ nó đã bắt test lại cái trendline và nó đi lên một lực khá là mạnh sau khi mà nó phá down, phá cái điểm swing high này. Thì sau khi nó phá thì đã có một cái lực đè khá mạnh đè lại xuống, và trong đó có vẻ là tại vì đây là khung tuần nên là đây cái trend giảm này đang nằm trong cái trend giảm của cả thị trường luôn, nên cái việc nó về đây cũng đã khá hợp lý. Thì sau khi nó về bắt test ở đây thì nó đã được một cái vùng hỗ trợ đỡ đỡ lại ở đây đó. Và nó đã xuất hiện một cái trend tăng khi mà cái đáy cũ thấp hơn cái đáy mới, và trong một cái setup gần nhất thì có vẻ xuất hiện một cái bộ nến đảo chiều khá là tốt. Và sau khi mà nó xuất hiện bộ nến đảo chiều, nó đã đi lên với vùng là từ 1.7 lên tới 3.2. Hiện tại tiếp theo muốn bắt cái điểm bắt cái đồng này thì chúng ta sẽ phải mở khung nhỏ hơn, nhưng mà trước khi mở khung nhỏ chúng ta có thể thấy là ở đây tại khung tuần cũng đang được đỡ bởi cái dây EMA89 nha anh em. Trước tiên chúng ta sẽ mở khung D để check, mình sẽ xóa cái này đi. Thì khung D hiện tại mình sẽ dùng cái trendline này để mình cố định cái điểm này, và có vẻ là nó cũng đang được đỡ bởi cái trendline của EMA89 khung ngày luôn, nên là mình kỳ vọng nó sẽ bật lên luôn, nó sẽ bật đi lên và nó sẽ bắt test lại cái điểm down ở 3.272 này. Sau khi nó phá cái điểm down này, nó sẽ đi lên bắt test lại cái vùng kháng cự ở trên đây. Thì mình sẽ dùng Fibo, trước tiên là mình dùng Fibo quy hồi để mình tìm cái điểm mà nó sẽ quay về. Trước tiên là cái điểm này là 0.618, và cái điểm thứ hai là cái điểm 0.5, đây là những cái điểm mà mình kỳ vọng ít nhất nó sẽ quay về. Và khi nó phá down thì mình sẽ dùng Fibo phá down cái điểm này, thì mình sẽ dùng cái Fibo extension để mình kiểm chứng, để mình dùng những cái vùng hợp lưu lại. Trước mắt là mình thấy là có điểm hợp lưu ở cái vùng Fibo này, và tại đây cũng có một cái kháng cự đây, nên là cái vùng 3.783 cho đến 3.6 có vẻ là vùng hợp lý. Tiếp theo sẽ là vùng, nếu mà phá cái vùng này mình nghĩ sẽ có một lực đẩy lên luôn đây, chứ không bị cản trở bởi cái Fibo 0.618 của quy hồi nữa, và mình nghĩ nó sẽ đẩy lên cái vùng tiếp theo là 4.77. Thì sau đó cái động thái tiếp theo như thế nào thì mình sẽ tiếp tục mình báo cho anh em. Và nếu mà cái đồng đồng này nó không được đẩy lên mà nó đã nằm và nó phá cái trend line tăng đi xuống, thì cái mốc anh em phải nhìn nhận lại. Nếu mà nó phá luôn cả cái vùng hỗ trợ này thì anh em phải nhìn xuống lại cái vùng ở dưới là 0.9 cho đến 0.7 nhé. Đó. Tiếp theo là đồng RSJUSDT. Cái cặp RSJUSDT này thật ra là mình chưa bao giờ đụng đến. Khi anh em yêu cầu mình mới bắt đầu phân tích, anh em mình thấy hiện tại là cái RSI đang đang xuất hiện một cái trendline và nó đang đỡ giá, và ở cái vùng RSI này chú xuống nhưng mà cái giá lại đi ngang, có vẻ nó đang là được tích lũy hoặc phân phối. Thì mình coi rộng hơn, ở cái vùng nó xuất hiện một cái trendline tăng thì theo con mắt thường mình cũng nhìn ra là nó có vẻ vẫn đang trong cái trend tăng chứ nó chưa qua trend giảm. Nhưng mà nếu mà ở trong cái khung H4 thì nó có vẻ đang sideways một vùng khá là lớn nhé. Đây, mình quay lại cái khung D thì hiện tại đang xuất hiện hai cái hỗ trợ, là một cái hỗ trợ ở vùng 0.0176 và ở vùng dưới đây là 0.0135.
một năm, thì mình nghĩ là nó sẽ chỉ về đến vùng hỗ trợ này và nó sẽ phát tác lên tiếp, tại vì vùng hỗ trợ này nó cũng khá hợp lý so với cái sóng Elliott, nên là mình kỳ vọng là cái giá ở đây nó sẽ bắt đầu tiếp tục đi lên và test lại cái điểm, cái đỉnh cũ này là 0.263 này, là vùng này đây. Và nếu mà nó test thành công và mình kỳ vọng nó sẽ phá được down đi, thì mình sẽ dùng Fibo mở rộng để mình xử lý cái điểm chốt lời của mình. Đây thứ nhất là điểm 0.034, hiện tại gọi là vẫn nằm trong đỉnh này. Nếu mà cái điểm này và cái đỉnh này phá được thì tiếp sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình báo lại tầm nhìn cho anh em. Hiện tại là trước mắt mình cần xem cái động thái của nó ở đây nó có tiếp tục đi lên hay không. Nếu mà nó không đi lên thì một cái kịch bản khá là xấu khác là nó sẽ bắt đầu bắt test xuống tiếp cái điểm này, cũng là cái vùng hợp lưu của Fibo luôn. Đây hợp lưu của Fibo 0.618 luôn. Ở vùng hỗ trợ trên cũng là hợp lưu của Fibo 0.0.5. Thì nếu mà cả hai cái vùng này bị phá vỡ, hai cái vùng hỗ trợ này bị phá vỡ thì tiếp theo nó sẽ quay trở về cái đường trendline này bắt test, nhưng mà mình nghĩ maximum là nó chỉ quay về cái đường cái vùng hỗ trợ 0.618 này thôi, tại vì ở đây cũng đang xuất hiện một cái dây EMA 89 đỡ cái giá nó lên, thì mình hy vọng nó sẽ không quá quá điều chỉnh và nó sẽ đi lên luôn nhé. Ok, tiếp theo là đồng STX. Thì cái đồng STX hiện tại mình thấy nó đã chạy khá là tốt rồi. Hiện tại thì khung tuần có vẻ chưa đóng nên là cái điểm phá đao chưa được xác nhận, nhưng mà cái khung ngày cũng chưa đóng luôn, nên là có vẻ là mình nhận định phá đao là khi nãy lúc mình phân tích thì nó có vẻ cũng đang trên, nhưng mà nó chưa đóng khung ngày với lại khung tuần nên là nó chưa được gọi là phá đao. Nhưng mà cái lực mình cũng thấy khá là tốt, và nếu mà nó phá đao thì cái điểm tiếp theo anh em xem xét tới mình sẽ dùng Fibo. Đây trước tiên là mình sẽ nhìn tới cái điểm là 0.11 này, và sau đó như thế nào thì mình sẽ tiếp, vì hiện tại thì cái đồng coin này khá ít dữ liệu để mình xử lý. Hiện tại nó chỉ trong những cái trend, tại vì mình thấy giá nó đi cái biên độ cũng khá là lớn nên là anh em cẩn thận với đồng coin này nhé. Trước mắt là nếu mà phá được down thì mình nhắm tới vùng 0.41, còn nếu không phá down thì sẽ bắt test lại vùng như đây, thì đúng ngay trên line đây, vùng trên line, và cũng là rồi xong nó có thể là sẽ đi lên tiếp, hoặc là sau đó hoặc là nó có thể sẽ phá xuống, và nếu phá xuống là nó sẽ được đỡ bởi cái vùng hỗ trợ ở dưới đây là vùng 0.1518 đến 0.1358. Đó, đây là những vùng mình cần lưu ý nhé. Tiếp theo là đồng won USDT.